Attention. 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 Mechanical problem. Mechanical Mechanical problems. problem. Bây giờ mình cứ đọc lố lăng cứ giống như chữ sắt đi, về sau mình đọc nguyên câu dài nó cứ rớt xuống là vờ nhé. À, mechanical problems. Mechanical Mechanical problem. 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 Okay. Out of service. Out Out of service. Out of service. of Out of service. service. Out Apologize. Apologize. of service. Apologize. Đọc lố lăng lên cho cô đi, tại hai đứa không có âm nhắm hay tất cả, đọc lố lăng lên, đọc thích nhiều khi nó lố quá thì vô thi thì nó rớt xuống là vừa, còn mình không có lố là vô thi là nó rớt nữa ha. Inconvenient. Inconvenience. Đúng rồi, inconvenience. Inconvenient. Convenience. Exit. Access. Exit the bus safely. Exit the bus Safely. 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 Using the front and back doors. Using the Using front the front front or doors, từ cái âm này đi lên là using the front and back front doors. using the Using front of the the front back or door. back door. À, từ đó cô đi xuống không? À. Yeah. Step away, mà chữ away nó là giới từ không ạ? Step away from the side of the road. Ờ, sẽ tiếp bình gì nhỉ À, sorry, stepping away from the side cô nhỉ? Stepping of the away road. from Stepping away the side from of the the side of the road. À, cứ lố lăng lên cho cô đi, lố lăng đi là tới cái tới vô hay thi là em quên hết 80% rồi, là đến nó vừa vừa ha. Rồi. Ngon quá. À, contacted the main bus. Contacted the main Cái từ đó để cô tra chứ cô tra bus. hôm qua rồi, nó không Đi phải là cái âm đó, bus. không phải cái âm đó, Đi. nó không phải cái âm đó, âm gì cô quấn kêu rồi. Depot. À, depot. 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 À, depot. Depot. À, depot. Depot. À, main bus depot. Main Main bus. bus depot. Main bus. Main bus depot. Double. Shuttle bus. Shuttle Subtle. Subtle back. bus. Back. Shuttle bus. Subtle. Bus. Bus. Subtle. Presently on route. Presently Presently and en route. On route. road. Presently on route. Route. Helping Approximately. was in Hình như lên lố lăng lên. leading Approximately. leader approximately À, leader có lì. Approximate. approximately Approximate. mà Approximate approximately arrival time. Approximate arrival arrival time. time. Vậy đi. Tức là mình đọc tốt cái phần nhóm của từng chữ đi, rồi cái vô câu rồi nó mới ra cái âm điệu lên xuống vậy nè. À, right. 15 minutes. 15 minutes. Appreciate Appreciate your patience. 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 Lại nha. Appreciate your Appreciate patience. Appreciate your patience. for your patience. Ví dụ như bình thường mình Patience. cái thằng nhỏ em trong nhà nó lì quá, đứng lên trên cao mình bảo nó bước xuống, và khi mình mới nói cái câu câu là
Tao bảo mày đúng không? Tao à, tao bảo mày bước xuống là cái vấn đề mình muốn nó bảo là bước xuống là cái chỗ này là em nhấn âm nè, là cái là thi thành câu. Còn giờ em không biết nhấn chỗ nào thì tiếng Anh nó có cái từ mà ví dụ như cái từ tiếng Anh hai cái từ này là dính rồi, mình sẽ nhấn cái âm này lên thì mình tập tốt cái vai trò của cái âm nhấn đi. Còn về sau mình sẽ biết cái câu của mình nó nhả ra nó sẽ tự nhiên hơn, cứ để cho cô cái âm đó mình phải thuộc cái nhấn âm của nó thấy không. Thì bảo mày bước xuống để mày nói bước xuống, cái này là thông tin mình cần nó nhớ, còn cái chỗ tao bảo mày thì nó tự hiểu rồi. Được chưa? Rồi hết rồi đó. Dũng đọc đi. À, Linh đọc trước đi. Vâng, cho Ủa? bạn Linh bạn đọc trước. À, cho nên đọc trước Good đi. Could I have everyone's attention, please? Due to mechanical problem, this bus will now be taken out of service. We apologize for any inconvenience this might cause you. Please exit the bus safely by using front or back door and stepping away from the side of the road. We have contacted the main bus depot and the bus recently en route to our location. The shuttle approximate arrival time is 15 minutes. Again, we apologize for delay and appreciate your patience. All connecting buses will be held at the station until our bus arrives. Are there any questions? Ok rồi, mình có tiến bộ hơn cái bạn về nhà đó. À, có khi mà lên đọc cô phát hiện ra một cái vấn đề là tại sao hai đứa quên nhấn âm nha. Là tức là đang đọc giữa chân xong gặp một cái từ mà mình không biết, tự dưng nó mất đi cái tự tin của cái chỗ đó, âm nó nhỏ lại và nó bắt đầu đi hàng ngang lại. Được chưa? Là âm mình không thuộc làm cho mình bị kiểu như là mình bị bối rối ngay cái chỗ đó, là mình lại quên cái nhiệm vụ của mình là đi nhảy lên nhảy xuống. À, trong cái thời gian đầu từ em nè học từ B1 mà để lên cho được cái B2 là phải chịu khó, đụng đâu là phải tra phát âm từ nấy và phải luyện nghe nha. Cô nói đó, luyện nghe nhiều vào chứ không là đi thi mà gặp cái từ mình không biết là mình mất phong độ liền. Rồi Dũng nè. À, em đọc nha. Could I have everyone attention, please? Due to mechanical problem, this bus will now be taken out of service. We apologize for any inconvenience this might cause you. Please exit the bus safely by using the front of back door and stepping away from the side of the road. We have contacted the main bus depot and a shuttle bus is presently en route to our location. The total approximate arrival time of 15 minutes. Again, we apologize for the delay and appreciate your patience. All connecting buses will be held at the station until your bus arrives. Are there any questions? Ok. Cái phần này là tức là Dũng để ý tới nhân âm nhưng mà em vẫn gặp khó khăn là gì á Dũng? Em không nhớ phát âm cho nên nó làm cho em không có đường bước á. Hiểu không? Em không có nhớ phát âm cho nên nó, chỗ đó em kiểu là tôi đọc cái chỗ đó là bộ não đang hoạt động hết công suất để nó nhớ ra được cái từ đó. Cho nên cái câu của mình nó sẽ bị mất giữa chừng là như vậy đó. À, chữ này mình đọc là O nhé. Âm này đọc là O. Root. O root. Không phải là N ha. O root. Và có một số từ ví dụ là mechanical. Mở Mechanical. Cô lâu lâu cô vẫn đọc sai nhé. Tức là có một số âm mà
cô tra một hai lần cô không tra nữa rồi không ít khi gặp á, thì cô sẽ đọc sai mấy câm đó, cho nên cô Ôi, bảo tại là cái từ rotor hay cái gì nhỉ? Bọn em toàn đọc là ví dụ có thêm chữ R nữa thì bọn em toàn đọc là router thôi. có cái Là từ bộ. đó nữa hả? Vâng, cô thử tra xem có cái từ bộ định tuyến đấy. Tuyến đường đấy. U t R thế là em toàn đọc là bị thành sai thôi. Đấy. Router đó Router nên đó. là router. Không, có một À cái đây khác hả? đúng đúng À đây rồi. đây 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 router. Router. Vâng Ok đúng rồi. Đấy thế là em toàn bị đọc nhầm. root root nha. Router, thấy chưa? Kêu có À từ cũng đọc router. là round. À có đọc Vâng là vâng. round nữa. Ok. Trước cô nghe root thôi, cô cũng nghe máy là root thôi. Thì có nhiều âm mình không có trả hết được, vì cô phần lớn cô học từ qua nghe máy nhiều. Hồi xưa cô tra không nổi. Tại vì cái lượng từ mình không biết nhiều quá mình tra không nổi. Còn nghĩ thì về làm kiểu này nhé. Dịch cái đoạn này sang dùng Google dịch đó, quét cho nó ra nghĩ, sau đó em sẽ dựa vào cái nghĩa tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt á, bóc cho cô một số cụm từ kiểu như thế này nè, những cụm mà em đọc vô mà em thấy nó khó nhớ, và mình áp dụng kiểu này cho học từ mới luôn, phải cho nó đi theo một cụm như thế này để thì mới nhớ nè, còn em bóc nó ra một chỗ về sau mình không dùng được cho phần nói viết đâu. Right. Từ đây cho tới tháng tháng 6 năm sau là hai đứa phải luyện luyện đọc shadowing, luyện tức là nghe xong rồi nghe người ta đọc một đoạn, sau đó mình bắt chước mình đọc lại theo, hoặc là theo video cô nói đó, luyện đọc một năm nhá, luyện đọc một năm chứ không phải là vài tháng đâu, tại vì cái phần của mình nhiều âm mình không biết đó, với lại cái âm của mình nó chưa có kiểu là phát âm mình hay bị thiếu âm ấy, xong rồi vô thi mình đọc cái bài đó mình hay kiểu vật lộn với cái đề thi á, mệt mỏi. À tiếp phần tiếp theo nè, hôm nay học phần đọc cho cô thử cái đoạn này nhé. Rồi 45 giây nè. Bốn mươi lăm giây chuẩn bị bắt đầu. À, lên đọc đi chứ, lên đọc đoạn này nè. Tụi nó không biết em cứ đọc đại đi, xem mình đi thêm mình kiểu gì nhé. Rồi ok, let's You for calling Healthy First Mercy. Healthy First Pharmacy to refill a prescription, press 1. To consult with our pharmacist, press 2. To inquire about over-the-counter products such as vitamins, allergy medication and all pain reliever, press 3. For all other inquiries, please stay on the line and our team will assist you shortly. Rồi, thấy khó gì vậy Linh? Tự nhiên có từ kiểu khó. À, nó khó một cái từ nó lạ, xong rồi em bị dừng nó đúng không? Đúng Em rồi. Nó còn phải hơi mất khó. mấy giây em mới định hình được cái chỗ đọc như thế nào. Đó là thành ra cái bài em đang đọc xong tới chỗ đó nó bị ngưng lại. Cho nên cô bảo là đi thi đâu có được chọn bài mà người ta cho mình, đúng cái gì mình đọc cái nấy. Rồi, cô Dũng Nam. Dạ. Cảm ơn, Em đọc xong rồi cô đọc nhé. sửa. Ừ. Thank you for calling Health First Pharmacy.
To refill a prescription, press one to consult with our pharmacist, press two to inquire about over-the-counter products such as vitamins, allergy medication, or pain reliever. Press three for other inquiries. Please stay on the line, and our team will assist you shortly. Thế là mày giọng đọc mướt hơn Linh, tại vì anh này anh nghe Linh đọc trước rồi, xong rồi anh không biết cái từ đó, anh cũng ngồi để ý anh đọc được cái từ đó, cho nên vô và đọc lại đọc dễ hơn Linh đọc ban đầu, đúng không? Lát nữa cô đổi lại giọng đọc trước Linh đọc sau, cho nên cô bảo em phải đọc một từ phải là 100 lần trở lên, tại vì khi đi nó không có phải một từ đó mà nó đi rất với rất là nhiều từ, em phải đọc nhiều thật là nhiều, vô đó não em nó phải quen. Nó càng quen từ thì độ lưu loát của em nó càng lên. Được chưa? Rồi, nè, cô sửa lại một vài âm nhé. Ví dụ như chữ sờ với lại chữ sờ nè. Rồi âm đuôi là chữ snake nè. Rồi cái đặc biệt đó là âm cái âm P với chữ R đó. Được chưa? Rồi, đọc cho coi nè. Calling. Calling. À, call. Calling. 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 Okay. Health first. Health first. Health. Health first. Health, à, health first. Health first. Health first. Calling. First, chữ er, công lưỡi lên er. Health Health first. first. Health first. Okay, pharmacy. 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 Pharmacy, lên âm lên pharmacy. 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 Okay, refiller. 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 Và âm này là kẻ thù nè. Pre. Pre. Rồi có âm thật ra nha. Prescription. Pre. À. Prescription. Ok. Prescription. 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 Ok. Giọng đọc được rồi đó. Linh đọc lại nè. Prescription. Prescription. Again, one Pre prescription. more time. Thêm chữ sơ đó, Prescription. thêm chữ sơ, lên tiếp chữ sơ. Pre Prescription. prescription. Ok, thêm chữ nào? Press. 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 Yes. Đó. Press. 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 Bật chữ B nè. Press. Press. Press Press. one. Tới chỗ đây là mình xuống nhậm đúng không? Press one. Ok. Press one. Tiếp nào. Consult. Consult. Console. Pharmacist. 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 Inquire. 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 Over the counter. Over the counter. Products. Over the counter Over the counter. Product. product. Pro, Product. ha. Product. Products. Products. Product. Products. Product. Vitamins. Vitamin. Vitamin. Thì đây có hai cách đọc nhé. Vi hoặc là V đều được hết. Vitamins hoặc là vitamins. Rồi những âm mà hay gặp N là ngàn năm luôn gặp nè. Suggest. Nói luôn đi. Suggest vitamins. Vitamin. Suggest. Vitamin. Allergy. 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 Medication. 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 Medications. Medication. Medication. Chỗ này bật hơi ra là pain. 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 Reliever. 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 Relievers. Reliever. Relievers. Chỗ này đọc sao? Mới đọc xong Reliever. nãy nè.
Inquiry phải không? in đúng Inquiry à? rồi. Inquiry hay là À, phải cái này là inquire là đúng rồi, anh này inquiries là đúng rồi, tức là anh này là danh từ không? á. Ok, inquire Inquire là câu hỏi đúng không? Đấy. đúng rồi, đúng rồi. Inquire. Inquiry nè, inquiries Inquiries. ở trên là or, còn cái này có y nữa, Inquiries. 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 À, Inquiry. đây là âm đuôi nè, line. Line. Line like còn mấy chữ n đó, stay on the Cái từ sư tử đó là line. gì? Line Sư tử là line, còn này là line. Line là dây chuyền là Cái phúc. này là line với cộng chữ n thôi, cái kia là sư tử là phải có chữ in ở trong đấy, sư tử là phải có chữ in đây này nè, là line, còn này là line. Line cô đọc Line. chậm nó ra đó, line không có in mà là in nhưng mà cái chữ n thôi, line. 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 Yeah. Rồi, tiếp nào. Assist. 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 Ok, chỗ này có lưỡi lên, I'm sure mà. Shortly. Sharply. Short. Short có lưỡi lên. Shortly. Sharply. Shortly. Sharply. Shortly. Bây giờ cô chưa có nói về nhấn theo nội dung gì hết, cô chỉ nhấn theo chữ thôi nhé. Nhấn theo chữ và theo như tới dấu chấm thì mình xuống ha, rồi tới cái dấu phẩy thì mình nghỉ hơi một chút. Yeah, thank you for calling Health First Pharmacy to review a prescription. Press 1 to consult with our pharmacist. Tại vì chỗ này mình đang liệt kê ra mà, pharmacist mình chưa hết đâu. Press 2 to inquire about over-the-counter products such as vitamins, allergy medications, or pain relievers. Press 3. Liệt kê thì đi lên nhé. For all other inquiries, please stay on the line and our team will assist you shortly. Rồi, lên đọc đấy. Thank Rồi, lần nữa nè, coi nó lên rồi. for calling Healthy First Pharmacy to refill prescription. Press 1. To consult with our pharmacist. Press 2. To inquire about over-the-counter products such as vitamins, allergy medication or pain reliever. Press 3. For all other inquiries, please stay on the line and our team will assist you shortly. Giống Dạ. đọc đi. Dạ vâng. Thank you for calling Health First Pharmacy to refill prescription. Press 1 to consult with our first pharmacist. Press 2 inquire about over-the-counter product such as with cái gì? Đọc đại đi, đọc Vitamin. đại đi. À, Dạ. đọc đại đi, lẹ lên. Tôi Vâng. nãy đọc đường cho họ đọc dần dần rồi, rồi tiếp nè. Đọc đi. Allergy medications reliever. Press 3 for on our inquiry, please stay on line and our team will assist you shortly. Ừ, cái lần đầu thì đọc được hơn, lần sau đọc không được, đọc giật giật hơn. Ở Linh thì lần sau thì đọc đúng nhiều hơn. À, lần sau Dũng bị tâm lý là vừa đọc vừa nhìn phát âm đúng không? Vâng, em chỉ sợ À, sai. cho nên nó việc, cho nên cô bảo chỉ cần trong đầu em làm cái việc gì đó nó bay ra ngoài cái bài thôi là mình đã bị mất một cái lỗi rồi. Ví dụ bình thường cô livestream nhé, cô đang live mà cô đang đọc cái bài đó mà trong đầu cô đang nghĩ tới một cái câu chuyện khác là cô nhảy loạn xạ luôn. Là cô dùng lại cái phương án của Dũng chỗ này nhé, tức là sẽ tắt cái này đúng không ta, rồi dán nè, rồi copy test xong chưa, giờ qua cho cô trang này to phonetics. Cái âm này ảnh không có chính xác 100% nhưng mà
về mặt cơ bản thì tiếng Anh nó sẽ có vùng miền, vậy thì có đôi khi nó phiên âm của nó không giống cái Anh này một chút nhưng mà vẫn chấp nhận được, tại vì mỗi vùng nó sẽ có phần phát âm khác nhau, giống như mình nói đi về với đi về vậy đó. Và chọn cho cô phần British nhé, chọn British là cái xác suất mà phát âm đúng của bên cái chỗ British nó sẽ đúng nhiều hơn. Rồi rồi, tức là em nghe cô dịch xong chưa? Sau đó em làm cho cô cái bước này, đọc cái kiểu này nè, nhìn cái phát âm ấy cho dễ nhớ. À, biết đọc không? Đọc Dạ. lại cho cô lần nữa nè, đọc lại cho cô lần nữa nè. Pharmacy. 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 Prescription. 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 Consult. 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 Pharmacist. Pharmacy. Pharmacy. Inquire. Inquire. Over the counter products. Over Over the the counter counter product. food. Vitamins. Vitamin. Vitamin. Allergy. Allergy, Allergy. Medications. Medication. medication, Pain relievers. pain reliever, Âm Z nè, âm Z nè. Nó có sẵn âm cho mình đọc luôn á. Pain relievers. pain Ok, inquiries. relievers, inquiries. Assist you. Ở chữ T đi với chữ D, ở chữ giờ mình đọc thành chữ T nhé. Assist you. Assist Assist you. Giống you, âm chờ em, giống âm chờ. assist you, Assist you. assist Ok, you, shortly. 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 Thế bây giờ cô dùng thử thêm một bài nhé. Phần này cô sẽ không đọc cho mình, cô copy nhé. Và về nhà làm cho cô ha. Về nhà cô gửi cái bài này, mình học qua cái phần khác rồi, và mỗi ngày đều phải gửi bài này, mỗi ngày đều phải gửi chứ không phải một tuần nhé, mỗi ngày đều phải gửi luôn, tại vì cái phần dễ nhất mà mình chưa xử lý xong thì mấy phần kia mình phải làm sao. Rồi cô cho 2 phút nè, tự nhìn vô cái phần này. Về nhà gửi lần mở Sulfonetics nhá, thấy cái trang này chưa đó, Đọc. ghi lại tên đó, rồi sau đó chọn British và line by line with English test. Rồi bấm show transcript. Anh này anh ra nè. Kéo nó lên. Rồi cho 2 phút chuẩn bị nè. Lần này chắc Dũng đọc trước á. Ok. 10 giờ 23. Ok, Dũng đọc đi Dũng. Dạ vâng.
need a ring that keeps you going. Introducing Paulus, the sport ring that high press energize and help you recover faster. With the estimate electrolyte and vitamins. Paulus is your ultimate workout partner. So grab a Paulus today and feel you patient. Feel your game. Rồi nghe Linh đọc đi rồi cô xem. Linh đọc luôn Need a ring that's still going. Introduce Paulus, the sport ring that hydrates, energizes, and helps you recover faster. Packed with essential electrolyte and vitamins. Paulus is your ultimate workout partner. So grab a Paulus today and feel your passion, feel your name. Okay. Cái chỗ này nè, mình hay không nhớ cái âm ED nó làm như thế nào thì anh bạn đã cho mình luôn rồi đó. Patch, chà, patch. Giống hồi nãy có mấy âm đọc không được giống nha. Rồi, tức là bạn Dũng đọc sai khoảng mấy cái từ dài dài Dũng à, mấy cái từ lạ là em đọc sai hết á. Đây nè, với từ này, với lại từ đây. Còn Linh là sai chữ này nè. À, thiếu một số âm S nè Linh nhé. Đọc cho cô nào. Introducing. 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 Hydrate. Mình đọc là A chứ mình đọc là S nhé. A Hydrate. rồi mới tới T nhé. Hydrate. 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 À. Energizes. 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 Okay. Packed with essential. Essential, Essential nào, có lẽ là essential. essential, Essential. Electrolytes. electrolyte, Electrolytes. Electrolytes. electrolyte. Electrolyte. Ok. Chữ U nhé, chữ chữ nè, chữ U mà đi với chữ L nha. Trong tiếng Anh nha, cho nên làm ớ, đọc cho cô thành chữ U. 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 Ví dụ Oh. nè, đọc cho cô nè, culture. 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 Ha. Multiple. 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 Result. Result. Consult. 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 Đọc nó giống như chữ U á. U. Không biết được. Không biết Consult. được nhưng mà nó là U á. U. U. Không phải là U. Cũng không phải là U. Mà là U. Lại Oh. một lần nữa nè. Ultimate. 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 Culture. 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 Multiple. 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 Result. 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 Consult. Consult. Okay. Workout partner. Workout My partner. partner. Feel your passion. Feel Feel your your passion. passion. Feel your game. Feel Feel your game. your Right. Mình bình thường là mình nhận biết được cái chỗ dấu phẩy thì mình ngắt mình lên giọng như có những cái cụm như thế này là mình phải đọc hết cái đây. Tại sao mình không biết ngắt? Tại mình không hiểu nghĩa đó. Được chưa? Cái bữa cô bảo là luyện shadowing một video á, nhưng mà hai đứa về tự lên cho mình kế hoạch luôn, một ngày làm cho cô một video nhé, tại vì em còn phải đi thi nghe nữa. Em luyện shadowing đi, kỹ năng nghe của em cũng sẽ lên luôn, tại vì Dạ vâng. em phát âm đúng.
phải làm đi, không là em ra trường 2 3 năm thi không được để dụng ngoài nghe không. Vâng, may cái lắm. giai cái giai đoạn mà cái giai đoạn mà để em từ không nói được mà lên nói được là em mất rất là lâu đúng không Dũng? Thì bây giờ từ khi em nói được mà em để em bay lên cái giai đoạn mà B2 là cái trình độ giáo viên á, không phải là em đi dạy, nhưng mà B2 là trình độ của những bạn đi dạy được rồi, thì nó mất rất là nhiều thời gian để em có thể bùng phát em bay lên trên này. Khi em đã được được cái mức này rồi thì em học lên cao nữa nó là dễ. Còn cái giai đoạn mà nó giống như là chuyển giao mùa á, nó rất là khó ha. Ví dụ em chỉ học để giao tiếp thôi, em đọc sao cũng được, nhưng mà em đi thi và người ta chấm điểm mình nè. Để cô phải ráng cô luyện 2 năm để cô lên thêm một bậc điểm phần 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 phát âm đó, phát âm hoài cũng được, được chưa? Mỗi ngày đi. Hồi trước cái bạn kia bạn thi nó giải đề trong 5 tháng đó. Nó học 2 tháng ngữ pháp và 3 tháng nó học giải nó giải đề, nó được thi được 6.9. Nhưng mà giờ là nó ngưng học TOEIC rồi, nó à không, cô dạy giao tiếp thôi, TOEIC nó tự luyện lại được rồi, tại vì nó đã biết cách học rồi. Nó luyện đề đó, học 3 tháng ngữ, 2 tháng ngữ pháp, 3 tháng luyện đề, từ của anh không đủ để anh thi lên 700. Anh thi được 6.9. Và bình thường ban đầu là ông chỉ đòi 650 thôi. Xong rồi bữa nay ông nói là không được rồi cô ơi, em phải học bổng mà người ta xét từ trên xuống, giờ em phải làm thêm 100 điểm nữa. Thì bây giờ là anh tự giải đề rồi, bây giờ phát âm của anh đã ổn rồi. Mà em biết một ngày nó nghe podcast 3 giờ đồng hồ đó, tại vì ban đầu nó không phát âm được. Nghe podcast để nói và còn để làm bài nghe nữa. Rồi, mỗi ngày học thì cô sẽ gửi cái phần một là cô sẽ không dạy nữa, mà cô sẽ giao bài và hai đứa gửi bài để cô chấm. Mà nếu mà nó không có tiến bộ trong cái phần đọc thì cô cứ gửi hoài như vậy nhé, nhưng mà đừng để cô gửi lâu quá, cùng lắm là 1 tháng thôi là mình phải quay qua một cái dạng đề tiếp theo làm cho cô nhé. Đầu tiên giống Dũng nè, copy nè, sau đó quăng vào phonetics. À, chỗ đây nó có cái phần nghe nữa, cô quên, nghe nè. Em bấm lần một là nó sẽ tắt nha, tại vì nó đang chuyển âm, sau bấm lần hai. Question 2 of 11. Thấy Need không? a drink that keeps you going. Introducing Power Rush, the sports drink that hydrates, energizes, and helps you recover faster. Packed with essential electrolytes and vitamins, Power Rush is your ultimate workout partner. So grab a Power Rush today and fuel your passion, fuel your game. Được chưa? Rồi, thấy cái thanh này không? Giảm tốc Được độ rồi. nè. Đấy. Question 2 of 11. Được chưa? Chậm quá Vâng. thì tua lên tí nữa. Question 2 of 11. Need a drink that keeps you going. Introduce. Được chưa? Rồi. Cứ mỗi ngày là cô gửi bài thì phải nộp nhé. Đừng có gửi muộn quá. Tập thói quen đi. Phần này chưa xong nên mấy phần sau lên không được. Cái phần này chưa xong mấy phần sau không có lên được. Cái lúc mà em bấm lần một á, nó sẽ nhảy một cái màu xanh, sau đó nó tắt, sau đó mình phải nhấn lên lần hai nữa khi mà nó chuyển âm xong rồi á. Nhớ nhá, có ở đây nè, giờ cô mới biết luôn á, Dũng chị cô này. Rồi có bên này, sau đó Sulfonetics cô có ở đây luôn, mình bữa đi tìm nè, được chưa? Ghim tin nhắn luôn đây. Rồi sau đó đọc nhá, đọc xong rồi ghi âm cho bước vào rồi gửi cho cô. Mà điểm mà nó cứ tụt 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 xuống mà nó không nhảy lên được nữa là cứ đọc hoài cho tới khi nào xong. Nhưng mà mình sẽ không có thời gian để mình làm mấy cái khác. Lát cuối giờ cô gửi cho 4 bài về ghi âm. Rồi mình học vào phần tiếp theo nè. Phần số 2 là phần gì đây? Phần 2 là phần gì Dũng? Phần gì nè? Sẽ Phần miêu gì nè? tả bức tranh. Rồi, miêu tả tranh. Miêu Cái tả tranh nhá. này nó giống như kiểu đợt đi chi active này. Thế gì ạ? Tiếp gì ạ? Active này nó có cả miêu tả tranh. Có hả? Rồi, miêu tả tranh nè. Đầu tiên là miêu tả. Để cho cô 3 phần nhé. Đầu tiên là em phải nói bức tranh này nó nói về cái gì, hoặc là nó chụp về cái gì. Hôm trước mình có nói là the picture is taken á, nó chụp cái gì. Cái câu này em có thể đưa vào cuối câu cũng được, còn em để vào cuối câu cũng được nha. Em chỉ cần nói là bức tranh này mô tả về cái gì, còn phía ban đầu nó ra từ vựng là bầu không khí ở đó như thế nào. Được chưa? Nói lại nè,
bức tranh này nói về cái gì và bầu không khí ở đó như thế nào, hoặc bỏ cái chỗ này xuống cuối câu cũng được. Thứ hai, miêu tả gì đây Linh? Thứ hai là miêu tả con người. Rồi. À, sao vậy? Mô tả người, miêu tả gì nữa? Miêu tả cảnh vật, Đối tượng. cảnh vật Cảnh xung vật. quanh Object là đồ vật á. nhỉ. Nha. Mô tả hoạt động của người nè, rồi hoạt động của vật và cảnh vật xung quanh coi nó có cái gì không. À, rồi nếu như có những đặc điểm gì nổi bật thì mình nêu vào, còn không thì thôi. Được chưa? Rồi, cuối cùng giống. Dạ, cuối cùng Cuối cùng là nói về summary tổng kết về cái câu observer và view cảm nhận, cảm nghĩ. cảm nhận. Cảm nhận. Vậy thì hồi nãy em đưa cái atmosphere lên trên á, em bỏ xuống dưới đây luôn cũng được, không sao cả. Tức là mình nhìn cái bức tranh nó làm cho mình cảm thấy như thế nào. À, người ta gọi là reflection. Ví dụ mình nói là nhìn cái bức tranh lũ lụt đó đó, à, làm cho tôi cảm thấy buồn hoặc bồi hồi và cảm thấy mất mát gì đó. Remind me đó, cộng với cái cảm giác đó mình cảm thấy. Ha, rồi cô gom lại nhé. Đầu tiên, giới thiệu bức tranh đó nói về cái gì, tức là nội dung chính. Cái chỗ atmosphere mình để xuống cuối câu cũng được, mình phải nói đi cuối câu để mình nhấn vô. Đi thẳng vô vấn đề luôn. Có người gì làm gì, đồ vật gì làm gì. Cái chỗ này thấy được thì nói, còn không thấy được thì thôi. Ăn cái điểm nội dung chính cho mình đã, tại có 30 giây thôi. Nó có 30 giây thôi. À, sau khi miêu tả xong rồi nói về cảm nghĩ của mình và nó có gợi cho mình nhắc cái gì hay không, còn không thì thôi. Nói chung là bức tranh đó nó cho mình cảm giác gì, rồi xong. Được chưa? Rồi. Đọc cho cô một số từ miêu tả vị trí nè. In the center. In the In center. the foreground. In In the the foreground. foreground. In In the background. the In the background. background. On the left. On the In left. the... On the right. On the right. On the right. At the top. At the top. At the top. At the bottom. It's At the bottom. bottom. Okay, in the center, what does it mean? Ở Sữa giữa, in the foreground. đằng trước phải không? Trước. Đúng rồi, tức là cái mặt của bức tranh nhìn vô thấy cái gì trước đó là foreground, sau đó là gì đây? Background đằng sau. Background là đằng sau, là cái phông nền á, cái phông nền á. Ví dụ nhìn vô thấy cái người đó, cái phông nền đằng sau người đó có cái gì, hôm trước mình có ai đó, left, bên Trái bên trái, right, phải phải, top, bên trên. à, bên trên, nhưng mà đây là bức hình nè thì nó nằm ở đây. Bottom nằm ở đâu? À, Cùng bottom nằm ở dưới. Ở dưới đáy á. Rồi, tiếp cho cô nè. In the corner. In the in the corner. corner. À, In ví dụ tưởng tượng cho cô đây là một bức tranh luôn nhé. Thấy không? Thì in the corner là ở đâu? the corner là góc. Góc thôi, giờ mình không biết nó nằm ở góc nào, tại tranh nó có tới bốn góc. À, in the upper left, Vâng. tức là chia ra In bên này là left đúng không, bên này là the right. Thế là upper left là gì? right. In Trên the phải, right. Góc phải, trên góc phải. à, góc phải phía Trái trên. trên góc trái Rồi, trên in the right, in the upper right. là góc Là trên góc trái, trái left trên tiếng Việt nói là sao? góc trái còn Là bên kia left là góc góc phải trái, à, góc right là góc phải. Đây bên là góc trên bên trái bên bên trái, trên và bên này là trái góc trên bên bên trên phải. bên phải. Bên phải, in the lower left corner. Lower left, bên dưới bên Góc gì? trái, góc chứa bên trái. Góc dưới bên trái. And in the lower right corner. Góc chứa bên phải. Và góc dưới bên phải. Tiếp nào, near. Như là gần. Gần, rồi. Đọc cho cô thêm từ này nè. Từ này hay gặp trong đề đề nghe và đề đọc luôn. Adjacent. Adjacent. Adjacent to something. Adjacent to. Adjacent to.
Adjacent to. Adjacent to, Adjacent. okay. Far from. Far from. Between. 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 Giữa ba đứa thì mình nói là gì nhỉ? Ở giữa. Ở giữa hai thì gọi là between, còn ba là Đúng không? among Đúng. là chữ ba trở lên á, trong số một cái nhóm đó là có nhiều người, được chưa? Giữa ba trở lên, above, Above. below, Below. Below. Inside and Inside. outside. 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 À, Dũng nói lại nè, miêu tả bức À. tranh đầu tiên tả gì nhỉ? Miêu tả bức tranh nhé. Miêu tả bức tranh là mình sẽ Đầu theo tiên vô em nói gì? Theo gì nãy cô mới dạy đó, coi nhớ được gì nhớ quá. Cô bảo nhìn vào phía trên đằng trước của bức hình. nè. Đúng, cái đó là vị trí câu hỏi bố cục của bức tranh đó. Cục của bức tranh đấy Bố cục miêu tả đó, ba à, phần là ha. cái này là ba phần đó. Phần đầu là gì? Thế rồi em bị quên rồi. Tên bức tranh nói về cái gì, tức là gì đó, À, nó là nội miệng cười dung, hay là người phát? nội dung chính bao quát tranh nói về cái gì ở đâu đó. Vâng. Ví dụ Sau bức đó tiếp tranh nói nào. về một lớp học tiếng Anh, số 2 viết gì đây? Tượng người. À, Người miêu tả người. Tiếp nào, ai nữa? miêu tả người và cảnh vật xung quanh. Ok, người miêu tả. Ví dụ quần áo, nếu mà có người đó thì tả nha. Còn có nhiều người mà tả hết từng tỉ mỉ là không đủ giờ. Rồi tùy tùy bức tranh nhé, miêu tả người nè, đồ vật và cảnh vật xung quanh. Tiếp nào, phần thứ ba miêu tả gì? Nhóm làm văn tiếng Việt á, miêu tả gì? Giống, cũng Là quên rồi. yêu tại người phần ba kết luận Kết luận cái gì mới được chứ? ra kết luận cái bức tranh đấy tóm gọn Tranh lại tóm sao? tóm lại là Cảm nhìn xúc vào của bức tranh mình. ta thấy cái gì đó mình cảm xúc Ừ, nhìn nó làm cho anh. mình có cái cảm xúc gì? Và nó có gợi cái gì lên không? Được chưa? Có gợi nhắc cái gì không? Và hồi nãy cô nói cái bầu không khí á, thì chỗ này mình đưa xuống dưới luôn cũng được. Bức tranh nó có cả bầu không khí vui tươi, làm cho tôi cảm thấy hân hoan, và nó gợi nhắc cho tôi một cái kỷ niệm gì đó. Tập luận văn lắm mồm. Được chưa? Đấy, ba đứa này. Nhớ ba đứa này nha. À, đi thi mà quên á, thì bạn nhớ cho cô được bước 1 và bước 2. Bức tranh này được chụp hình ở đâu, sau đó miêu tả vô nội dung luôn. Em chỉ có 30 giây để nói thôi mà phải tình. Đấy, tôi chưa kể là chạy cái chữ nó phải ra trong đầu cho thiệt là nhanh. Rồi. Rồi, 1 phút nè, cho 2 phút đó. Dũng dịch cái đoạn trên, Linh dịch đoạn dưới cho cô nè. Cứ tra từ điện thoại máy muốn làm gì làm nhé. Chụp scan gì đó, làm gì làm, sau đó vô. À, mục đích của cô là muốn mình học từ vựng và xem người ta miêu tả như thế nào đó. Đều học từ văn mẫu ra. À, 10 giờ 45 nhé. Chụp xong chưa? Cô có ở bên trên phát âm nhé. À, có ở bên phát âm cho mình đọc. Chừng nào mà em đọc em còn thấy từ nhiều á, mà chừng đó em chưa có đi thi được. Em phải biết ra mà em đóng lụi một hai tử thôi. Đóng lụi nhiều quá là không được. Vô là xỉu ngay.
Ôi trời ơi. Cái từ B, từ vựng B2 mà người ta thi như này thì quá giỏi luôn quá. Miêu Mà. tả như Em thi em nói được kiểu này thì em thi được B2. miêu tả văn. Em tưởng thi như này nó phải được C1 luôn. Đâu ở đâu ra? Đâu vậy? C1 là từ ở đâu trên trời rớt xuống gì đó. Từ này em còn đọc được là nó vẫn còn ở cả tầm dưới nha. Nhưng mà đi thi là phải nè. Phải âm rõ, đúng, nói có ngữ điệu, trôi chảy và ngắt ngơi, nghĩ đúng chỗ là cái phần đọc thôi đó. Còn mấy cái phần khác nè, nội dung phải logic, từ vẫn phải nằm ở dạng kiểu như là phù hợp á, sử dụng đúng ngữ cảnh nè, đúng ngữ cảnh, đúng nghĩa, mức độ từ tương đối khó, tức nó có từng bang sẵn rồi. Giờ làm cho hai đứa làm cho cô tập trung duy nhất nha. Phát âm từ đây cho tới tháng 10 là phát âm phải xong phần đó, để tới cuối năm mới 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 ôn phát âm nữa là xỉu đấy. Cái tưởng như là cái đứa con nít trên nó học tiếng Việt, nó học xong cái bản APC cần về xong rồi nó học đọc hết quy tắc âm thì lên sao lớp 2 nó mới học cái khác. Giờ mình cứ học về phát âm, tại em đi thi nói mấy bạn kia học nghe đọc thôi thì không có học phát âm như thế này. Rồi giống dịch nghĩa, dịch nghĩa giống rồi. À, dạ vâng. Thì cái này nó đang miêu tả cái một cái đường phố nó rất là đông. Thì cái bức ảnh này nó chụp lại cái cảnh mà cái cuộc sống ở cái đường phố bên dưới cái ánh nắng ấm áp ở cái tòa nhà cao chọc trời. Cao nơi mà cái gì? Nơi mà dọc cái Nãy giờ có dùng từ vựng có không? Từ điện có hả? à nơi nhiều nhóm người khác nhau đi bộ. À, có xe và xe hợ, xe ô tô và xe buýt thì di chuyển dọc theo cái chuyển kiểu di chuyển dọc qua cái theo cái đường phố con phố, và ở phía trước thì có một nhóm người thì đang chờ đợi xe buýt tại tại cái được cái điểm đã được cái marker rồi, là đánh dấu rồi. Tức là chạy cái trạm dừng, cái dạng trạm dừng xe buýt á, mót là cái dấu mà mình đi mình đón xe, mình hay thấy người ta đánh là trên đường ra. Được chưa? Nè, bức tranh sống động chụp lại cuộc sống đô thị trên con đường phố nhộn nhịp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Được chưa? Những tòa nhà chọc trời, cao chọc trời xếp hàng dọc theo vỉa hè, cái lối đi á, nơi mà có rất nhiều nhóm người đang đi bộ, tức là đủ đủ loại người á, trà trẻ trai gái lớn nhỏ đều có đó. Xe hơi và xe buýt di chuyển dọc theo các đường phố đông đúc. Phía trước có một nhóm người lặng lẽ chờ đợi xe buýt tại chỗ, nên mình tạm nói là tại điểm dừng xe buýt đi. Rồi, sau khi đọc về nhà là traffic, tức là em sẽ traffic âm và dịch nghĩa cái đoạn văn đó nhé. Quy trình học nè, học phải biết luôn nghĩa nữa. Về nhà, cô giao bài. Bất kỳ một cái bài gì mà em nhìn vô em thấy em không biết thì em phải tra từ, tra phát âm và tra nghĩa. Và em sẽ tra nghĩa theo dạng như thế này nè. Sau đó em ngồi em bóc tờ ra, ví dụ bức tranh sống động, bóc cái cụm này ra. Thì mình học về sau mình dùng, mình mới dùng được. Linh dịch cho cô đoạn 2.
Đoạn 2 là trong trong một bãi biển yên tĩnh được thể hiện trong bức ảnh, khung cảnh mở ra với một khung cảnh mở ra với một cảm giác yên bình, với làn nước trong xanh nhẹ nhàng chạm vào bờ cát mềm mại, một số cây cọ đang đung đưa theo gió, theo làn gió ấm áp. Phía xa có cái quên, phía xa một con thuyền đơn à? Một con thuyền đơn đang di chuyển dọc theo đường chân trời, tạo nên khung cảnh yên bình. Một cặp đôi đang đi dạo trên đi dạo trên bờ nước, nên Đi trên nước luôn hả? trên nước Đi trên vậy. nước Sao luôn hả? đi Đi dạo sao trên nước? Đi dọc theo. dọc Mà họ đang ở đâu? Ở biển hay là ở biển, trong sông? Ở biển thì dọc theo bờ biển. Được à chưa? đi dọc theo bờ biển Trending và mình vào khung cảnh, và hòa mình vào mình. khung cảnh như là plan to như to. Rồi nếu mà mình không học văn mẫu sao mình biết được mấy cái từ này để mình thi? Học văn mẫu nhiều vào nhé, ngày nào cũng phải học thuê, cô vẫn ngồi học thuê tại vì từ mình đâu có nhiều. Rồi. Vậy thì dựa vào Google dịch mình dịch bình thường nhé. Tức là em cứ dùng Google dịch thoải mái tới khi nào mà em đạt tới cái mức độ mà C1, C2 á, lúc đó em không còn cần nó nữa. Còn giờ em cứ dùng đi, tại vì chả có ai về nhà hỏi ai đấy. Rồi, bãi biển tĩnh lặng. Phong cảnh bãi biển tĩnh lặng trong bức hình cảnh vật mở ra rồi đúng rồi cảm giác bình yên khi mà từng dòng nước trong xanh nhẹ nhàng chạm vào bờ biển. Trời ơi có mấy đứa nào giỏi tiếng Anh nó giỏi bằng tiếng Việt, chạm vào đường bờ biển mềm mại, bờ cát ha, bờ cát đường bờ biển đầy cát mềm mại, rồi một số những cây cọ duyên dáng quẩy đưa nhẹ nhàng trong làn gió ấm áp, xa xa chiếc thuyền đơn yên bình di chuyển dọc theo đường chân trời làm tô điểm thêm acting gọn vào nè cho khung cảnh yên bình, tranquil, yên bình. Rồi ở đây em học được từ peace nè, rồi tranquil này. Cũng là yên bình, nó đồng nghĩa với nó. Rồi một cặp đôi mà tay trong tay nhá, tay trong tay là sao? Dạ, và nắm tay. Nắm tay đó, người ta nắm tay mà người ta đan tay nhau đó, được chưa? Cặp đôi tay trong tay đi bộ dọc theo bờ biển rồi hòa vào khung cảnh và serene cũng là bình yên, thanh bình kiểu như là nhẹ nhàng đó. Lên học thêm từ nữa, serene bằng với tranquil bằng với peaceful, mà tại sao người ta không dùng một từ, là vì phải dùng từ khác nhau, dùng synonym thì nó mới chứng tỏ là trình độ của em đã lên tới mức là có nhiều từ để nó thay thế, tránh phép lặp lại, được chưa? Rồi, thấy miêu tả hay không Dũng? Quá, cái này em nghĩ cho người ta C1 luôn. Không, ý của cô muốn nói là mình phải học từ văn mẫu ra để em có từ vựng á, thì em sẽ miêu tả những cái câu mà thay vì hôm trước mình chỉ tả là người đó đang đi bộ thì lúc này mình lại thêm những cái cụm kia nó mới hay vào. Về nhà đọc cho cô nha, lát cô gửi bài về nhà đọc, đọc rồi ghi âm, hai đứa phải tập trung trong 2 tháng đầu tập trung phát âm cho cô, rồi nhìn vào bức hình nè, nghe không, nói tiếng Việt có thấy gì Dũng ơi? Dạ, nhìn vào bức ảnh thì em thấy là quá. Em cũng không biết chủ đề bức tranh này về cái gì luôn, nhưng em chỉ biết là miêu tả con người đang cười với nhau. Đó hết rồi hả? Dạ, cái phần 1 nhá, cái phần 1 là tên chủ đề. Thế nhưng mà em không biết là bức tranh này đang muốn nói.
Không biết nó chụp ở đâu luôn rồi. Sao nữa? Tắt tiếng rồi giống mày. Chết, đi tắt tiếng lâu chưa? Mới mới tắt rồi. Vâng, thì em cũng không biết là nó đang nói về cái gì, chỉ biết là nó đang cười với nhau. Ừ. Hình như Còn mấy là cái bánh nghe. hả, Còn mấy cái bánh nghe. bánh đồ Mấy cái bánh bánh mà. Là bánh à, nhìn ông à, ra kìa. bánh à, Đấy. Nhìn không ra luôn. Linh nè. nói tiếng Ờ Việt đi đúng thi nhìn không ra là sao? Ờ nói tiếng Việt trước đi. không? Thì đây là một hiệu bánh và Ừ. có một cô nhân viên mặc đồ trắng và đội mũ đang Ừ. bưng tay bánh và đang Ừ. cười với khách hàng. Ừ. Xung quanh đấy thì có rất nhiều loại máy móc làm bánh, Ừ. có thể là đang đang lấy bánh ra từ lò và đưa cho khách hàng xem. À, rồi, bây giờ tiếng Anh nè. Giống. Là bánh đó. Rồi giống nói trước nè. The picture is it? Nè, thêm cho cô nè, thêm cho cô cầm nè. It can be easily, tức là mình không có nhiều từ á, mình có ít ý là mình chen mấy câu này vô. It can be easily seen that, có thể dễ dàng nhìn thấy là đợt bức tranh được chụp ở đâu đây. The picture is Factory à, cách à. factory Factory. The picture is taken in the factory hả? Tiệm bánh à, là factory hả? Ghê không? à Bakery. bakery à, Tiếp. Rồi tiếp là lên làm câu tiếp theo nè. Mỗi đứa câu nè. where white cloud. Đây là ai? Cô ấy ở đứng giữa bức tranh nha. Standing Nói cho cô là giữa bức hình ha. In the in the middle. À. The middle middle of the day moment. picture. À đúng rồi. Nhưng bình Thì thường đây em, khi nào cô em có nhiều từ hơn thì lúc đó em sẽ tự thì lên skill lên nha. There's a woman sao woman standing nữa. Bạn đứng bên làm gì á? gì, đây là bê bánh hay là gì, Bê bánh. Holding. holding the Cake. The tray of. tray Bánh of mì, bánh mì, bánh mì. bread. Bread. Rồi, tray of bread. Ok, một khay bánh mì. Giống, tiếp theo nè. Ôi em nhận ra mà. À vâng. Đằng trước Bà mặc in đồ the gì? phone. Chưa, Dạ. chưa xong Được Dũng. được. Mặc đồ, mặc đồ. She wearing white white, nhưng mà cái áo này là áo gì, white white Oh, shirt. Vâng. À she cái wear áo này là áo sơ she mi hay là áo bên ngoài? Áo sơ mi hay là áo bên ngoài? áo Không sơ muốn. mi hay áo bên ngoài là cái gì ạ? Bên ngoài sao? Kiểu kiểu áo khoác bên ngoài Áo thôi của áo kiểu của hay là bác cái áo sĩ. sơ mi? Mà cái ví dụ cái người làm bánh thì người ta mặc đồ giống nhau không? What? Có thì gọi chung đi, mặc đồng phục đi. Rồi, mặc đồng phục màu trắng nè. Đồng phục là Uniform. y đâu Uniform. Rồi nói cho cô nè, cô ấy mặc đồng phục màu trắng và đội cái nón màu đen. wearing. She wearing white uniform. Hầu à, em gì? Đội cái nón màu trắng. Ờ, nón màu đen. Cũng là wearing rồi, wearing giống nhau. Ờ, sao cái chữ wearing đâu? À, đây này. Hát. Em hát. À. Hát Cái bách hát gì? bách hát, bách hát, bách hát. Black cái bách gì? Đó, black đi. Black hat. Vâng. Rồi, ok. Trên She đầu của cô ấy. dạ. On On hat. her. Vâng. Tức là hiện tại mình chưa có từ nhiều ấy, ráng cô gọi ra những cái từ đơn giản để cho ra cái bức tranh là trên đầu của ai. Rồi bả làm gì á?
Còn một câu dành cho bà nữa. Smiling. She is À. smiling. She may be a. Bà có thể là. She may be a làm bánh à? Là Thợ làm bánh. cool. Teacher nè, teacher nè, worker nè. Đúng không? Cool. Nướng bánh Baker là nướng là bake, và nướng bánh người là người nướng bánh là bake. Baker Baker. Có thể bảo là thợ Baker làm bánh ở đây đó. Bảo có thể bảo là thợ làm bánh ở đây. She's here rồi, ok. Sao nữa, sao nữa nhau? Baker Thấy ai my nữa? cool đó. Người đàn ông in the À. front one. In the gì? Front. In the front, sao nữa? Can see a man. Người đàn ông đó đang làm gì? He looking Look at the woman. Đấy a là đi tới woman. nhìn bạn. I think he want to talk woman about cái gì nhỉ? About bánh cách. Dạ. Maybe Bà này. maybe dạ. Maybe, ok, maybe. Vâng, maybe try or how to make Tức là ông này ông tới ông cách học Việt Nam chứ không? how to make cách. Ok, cô đưa cái ý của em đúng rồi nhé. Nhưng mà đây không phải là in the front mà là ông này ông nằm ở cái góc. Cái này cũng không phải là, cái này không phải là góc trên, cũng phải góc dưới luôn, cái bức hình nó luôn, thì em nói cho cô là bên bên gì đó, bên Bên phải bên in bên the phải left. rồi, You're right. to the right ha. There is a man. Nhưng mà ông này em có thấy cái mặt ổng không? Không. Không, Không. không thấy cái mặt của ổng, mà cái lưng của ổng quay mặt về phía mình đúng không? Thì mình sẽ nói nè, his back ha is to us. Cái lưng của ông ấy đang, tiếng Việt mình nói là gì, ông ấy đang quay lưng về phía chúng ta đó, đúng không? Thì mình nói cái cụm này nhé, his back is to us, là mình chỉ thấy được cái lưng thôi chứ mình không thấy cái mặt, là cái câu này rồi. Rồi nó là câu vô dụng là gì? He is looking at the woman. Rồi Dũng, Dũng đoán nè, nó là tiếng Anh cái câu đoán này. Dạ, I guess he want to talk a woman about gọi là method how to Ok, about how to make make cake cakes. or he want à he inquire Mua cái bánh mì hỏi giá tiền ha. Ok, the prices. vâng Nói còn hơn không có nói. Cứ nói bình thường nha em. Khi nào mình thi rồi cô xử ý sao. Giờ em cứ nói cho nó ra tờ. Rồi ông không có mua bánh đâu đúng hoặc là ông ấy đang tán cô này. không? Hết chỗ tái rồi. Rồi tới đây được rồi. Cái đoán dài rồi đó Dũng. Bây giờ Linh, Linh sẽ đoán cho cô là ông này ông đang đứng đợi mua bánh nha. Cái của Dũng nè, cái của Dũng mà dùng từ he may nhưng mà thêm cái từ guess vô là ok nhé. Tức là mình đoán thôi mà, mình đoán là mình làm gì đâu. Rồi Linh nè, Linh đoán cho cô hướng khác nè. Ông ấy đang quay mặt về phía chúng ta, ông ấy đang đứng đợi mua bánh nè. I guess he is a customer waiting 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 his cake waiting for his cake. Ví dụ như cái bánh mà ở trong lò nó ra nó nóng hổi luôn đúng không? They're waiting to
nha, ông đang đứng để mua nhá, đứng đợi để mua những chiếc bánh nóng hổi. Mình có dùng từ hot không? Chắc không hot là ấy chứ. Không, hot là nóng rồi, cái kiểu là đồ ăn mà lâu ngày thì nó thiêu, mà đồ mới lấy ra lò thì là nó tươi mới. Dùng từ tươi là gì nhỉ? New Bắt đầu bằng chữ new FR. crack à? Tươi, tươi, fresh, ok. Fresh. Fresh. Bánh mì mới á, mua tức là bánh mới ra lò đó. Fresh bread. Được Fresh, chưa? fresh. Ông là khách hàng đang đợi để mua bánh. Rồi. Và bây giờ hai người này, rồi, đang đợi để mua bánh thì mình nghĩ cái bánh này nó ngon không? Đoán đi, maybe nó ngon nè, cái bánh này có vẻ là ngon nè. This the cake, the bread, The bread. những chiếc bánh không nhỉ? Bánh mì không đếm được em ơi, bánh mì không đếm được. The bread is looking good. Có vẻ dùng cho cô từ seem nhé. Seem to Đi be food desserts seem to good delicious. 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 Ok. Rồi, dài lắm rồi đó. Tức là nếu mà không có cái chỗ này thì đọc tới đây mà mình đi thi mình nói mà đâu phải mình đọc đâu. Được chưa? Rồi Dũng nói lại đi. Em nói hết được không nhé? Ở đó hết đi. It Cái chỗ em can đóng, em đóng một cái thôi nha, em không được đóng hai cái nha. be. Dạ vâng. Ok. It can be earlier seems that the picture is taken in the bakery. In the middle of the picture, there is a woman standing and holding, carrying the tray of a bread. She is wearing a white uniform and a black hat on her head. She may be a blacker here to white. There is a man. His black ear to us. He is looking at the woman. I guess he may want to talk to the woman about how to make or inquire about the prices. Ok, lên nè. It can be easily seen that the picture is taken in the bakery. In the middle of the picture, there is a woman standing and holding the tray of bread. She is wearing a white uniform and a black hat on the head. She may be a baker here. To the right, there is a man. His back is to us. He's looking at the woman. I guess he is a customer waiting to buy bread. The bread seems to be decent. À, chỗ này là baker chứ không phải là blacker giống nha. Baker. Baker. Chắc phải tập về nhà nè. Hai đứa sẽ nhìn thấy một cái điều không biết có thấy không, nhưng mà về nhà đọc cho cô. Thứ nhất thì ủa sao không? Ngày nào cũng phải rèn âm nhá, chứ không rèn là cô cũng không có kéo lên mình được cái điểm phát âm đó. Tức là họ họ cộng 4 thành phần vô thì phát âm nó chiếm hết 25%, rồi em phát âm không được thì họ không hiểu nội dung thì nó kéo luôn cả cái điểm coherence, tiếng Việt gọi là mà cái kiểu gì ta, liên kết mạch lạc với nhau đó. Tức là em phát âm mà người ta nghe không hiểu thì người ta không hiểu nội dung, không hiểu nội dung thì nó kéo luôn cả cái mấy cái điểm kia luôn, kéo luôn cả điểm từ vựng, kéo hết xuống luôn đó. Về nhà làm cho cô cái bức bức tranh này, hôm sau cô sẽ gọi lên nói lại. Cô gọi lên nói nhé. Về nhà em lập cho cô cái trang 18. Nó có cái đoạn văn mẫu.
Tại sao không để cho em đọc mẫu trước? Tại vì em sẽ bám theo mẫu hoài cũng không được. Tại vì cái khúc này là mình phải tư duy rồi. Về nhà dịch cho cô đoạn này. Mai cô gọi lên dịch. Mai cô gọi lên dịch nhé. Dạ Rồi. vâng. Ngày mai lên miêu tả tranh. Miêu tả tranh thì sẽ miêu tả theo từ mà em có. Ví dụ như cái đoạn lúc nãy cô có dán vào trong rồi. Hoặc là em sẽ dùng thêm một số từ trong cái đoạn này vô. À. Thời gian miêu tả là 45 giây. Nhớ bấm thời gian ở nhà nhé. Cái này gọi là nói rồi. Em làm sao trong 45 giây, ví dụ mới 45 giây mà em mới nói được có hai ba câu thì nó hết thì thôi, thì mình cũng không nói được nữa thì cũng không có điểm. Rồi cô gửi cho mình thêm bốn bốn bức tranh, không, hai bức tranh của cái phần câu, phần đọc câu 1 câu 2 đó. Cô gửi hai đoạn văn đọc về nhà hôm sau phải gửi trước, em phải gửi trước 4 giờ, không, ngày mai 4 giờ cô dạy rồi, em phải gửi trước 2 giờ hoặc là trước trước 3 giờ chiều nha, em gửi muộn quá là cô không không nghe được. Cô dạy quay cuồng rồi cô không nghe được. Rồi. Rồi mai học xong cô giao bài tiếp. Nghỉ đây nhé. Vâng. Ok. Cô tắt phòng ha. Bye, see you. Bye.